Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, có câu nói, cây lúa hạt càng nhiều càng mẩy, thì cúi càng thấp, với ý nghĩa rằng những người càng giỏi thì càng khiêm tốn. Và trong thực tế, người nhiều tiền và giàu có thật sự thường rất kiệm lời, không phô trương. Trong khi đó, người có ít tiền lại rất thích khoe khoang và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, người nghèo lại không biết rằng chính tư duy và hành xử như vậy là lý do khiến họ mãi không giàu lên nổi. Muốn giàu có, trước hết phải có tư duy của người giàu có đã. Sự giàu có thật sự không chỉ đơn thuần được đo bằng vật chất mà còn thể hiện ở khí chất. Cứ nhìn phong thái của người giàu mà xem, họ có cách ứng xử và phương châm sống vô cùng khác biệt so với người bình thường. Nếu muốn giàu có, chắc chắn chúng ta phải học hỏi họ từ những điều nhỏ nhất, khám phá được bí mật ít ai biết tới của họ. Vậy rốt cuộc, bí mật gì nằm trong tư duy của người giàu khiến họ như một chiếc nam châm thu hút hết tiền bạc của cải của thế giới? Bạn có tò mò và mong muốn nắm được ngay những ẩn số kỳ diệu đó hay không? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Các bạn đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị đến không ngờ ngay sau đây nhé! Nhiều người ngày nay có thói quen luôn cảm thán rằng bây giờ có quá nhiều người giàu nứt đố đổ vách. Trong khi bản thân có làm việc chăm chỉ bao nhiêu cũng vẫn nghèo. Thực ra, giàu có cũng có nhiều khái niệm. Ở một tầm cao khác, giàu có không chỉ tính về mặt tài sản mà còn về mặt tư duy và nhận thức. Thế nên mới có câu, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nằm ở suy nghĩ khác nhau. Người giàu thực sự sẽ biết nắm bắt cơ hội mọi lúc. Đối với họ, kiến thức và kinh nghiệm mà họ học được quan trọng hơn nhiều so với của cải tích lũy trong túi. Và chính bởi điều đó đã hình thành nên 4 bí mật trong tư duy mà bất kỳ người giàu có nào cũng nhận ra và áp dụng, trong khi người nghèo lại thường bỏ qua. Bí mật thành công đầu tiên, bỏ tiền trong túi bình lặng, không khoe khoang khắp nơi. Một doanh nhân giàu có từng nói, tôi thích kiếm tiền và tôi cũng rất giỏi kiếm tiền. Vì tiền có thể quyết định tôi có quyền lựa chọn hay không. Những người càng thích khoe đồ hàng hiệu hay trang sức quý giá thì thường chỉ giàu có mã ngoài. Trên thực tế, đời sống của họ rất nghèo hoặc chỉ có chút tiền. Có một minh chứng như thế này. Ông Bảy, 48 tuổi làm việc siêng năng trong một doanh nghiệp nhà nước đã nhiều năm. 2 năm trước, khi thấy lãnh đạo cùng đối tác đi xe sang, mua biệt thự hàng chục tỷ. Ông Bảy thường bất mãn nghĩ rằng bản thân cũng là một quản lý, nhưng chưa có gì trong tay. Gần 50 tuổi rồi, sắp nghỉ hưu thì sẽ không kiếm thêm tiền được nữa. Thế là ông dấn thân vào con đường cờ bạc trực tuyến. Sau 3 tháng, ông Bảy nợ gần cả tỷ bạc. Số tiền dành dụm từ trước đến nay bỗng chốc mất sạch. Ông bị đơn vị đuổi việc sớm. Dưới nhiều áp lực khác nhau, ông Bảy đành cúi đầu trước thực tế, vội vứt bỏ thể diện để mượn tiền bạn bè, người quen trả nợ. Vì mê hư danh, thích so đo, phô trương, hàm những điều phù phiếm mà nhiều người như ông Bảy đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng có thể thường xuyên phát hiện không ít người bên cạnh luôn ra vẻ giàu có trong những trường hợp đông người để tăng thể diện. Chẳng hạn như nếu họp lớp, họ sẽ tranh trả tiền bằng thẻ tín dụng, không quên nói đệm vài câu như là ai mà tranh trả tiền với tôi thì chính là coi thường thằng bạn này. Đằng sau bữa tối hào nhoáng đó, có thể họ sẽ phải tằn tiện từng đồng tiền để đi lại, ăn uống của một tháng sau. Đôi khi, vì nghĩ rằng người khác nhìn vào sẽ ghen tị với những gì bản thân thể hiện, khoe khoang ra ngoài, nên người ta mới thích, thậm chí coi việc khoe của là một thói quen khó bỏ. Nhưng thực tế, mọi người lại chẳng hề quan tâm người khác có gì. Thật ra, những người thật sự hạnh phúc, họ không cần phải đi khoe khoang làm gì. Con người càng tự ti về điều gì, càng muốn che giấu đi điều đó và càng thích khoe khoang về cái gì chứng tỏ họ càng thiếu cái đó. Bởi vì họ thiếu cảm giác an toàn trong tâm, nên họ mới không ngừng dựa vào vật chất để làm vỏ bọc cho cái đầu và trái tim trống rỗng của mình. Còn đối với người giàu thực sự, tiền không phải là thứ đáng để khoe khoang. Vì đây chỉ là vật chất ngoài thân, dùng cho cuộc sống hàng ngày mà thôi. Người giàu chỉ nghĩ kiếm tiền để có nhiều quyền lựa chọn. Tiền bạc là thứ đem lại sự tự tin, chứ không phải công cụ để phô trương. Hơn nữa, tiền bạc của người giàu cũng không rơi xuống từ trên trời. Cuộc sống ổn định cũng không phải người khác đem cho. Họ kiếm tiền không dễ,
nên lại càng phải cẩn trọng và đề phòng những ai tiếp cận với tâm lý lợi dụng. Kiểm soát tốt bản thân mới hưởng thụ cuộc sống đúng cách chính là phương châm sống tiếp theo tạo nên sự giàu có. Thomas J. Stanley đã thực hiện một cuộc khảo sát dành cho người giàu có và phát hiện ra rằng hơn một nửa số người giàu đều chưa từng mua đồng hồ có giá trên 5 tỷ. Bởi vì theo quan điểm cá nhân, họ cho rằng đồng hồ chỉ là công cụ kiểm tra thời gian, mua đủ dùng là được. Tiết kiệm đúng là phương châm khởi đầu để có được sự giàu có sau này. Nhưng sống đừng nên quá tiết kiệm vì như vậy sẽ trở thành keo kiệt. Bạn nên học cách loại bỏ những chi tiêu không cần thiết, kiểm soát tốt ham muốn của bản thân, đừng nên tận hưởng quá mức. Hãy trở thành một người tiêu dùng có năng lực nhưng không mù quáng. Người giàu giữ được tiền vì họ không bao giờ lãng phí số tiền không nên lãng phí. Một số phú nhị đại có cách xài tiền sang chảnh nhưng lại sống nhờ cha mẹ thì chưa phải gọi là giàu. Do đó, bạn đừng nên ghen tị với họ. Chỉ sống tự tại ngay trong hiện tại, không cần thể hiện hào nhoáng, không cần khoe khoang gì nhiều vì giữ im lặng an tĩnh mới thực sự đem tới cho con người cảm giác bình yên nhất. Quan trọng chính là bạn cần biết bản thân mình muốn gì và cần phải làm gì mà thôi. Bạn có thể đo lường mức độ kiểm soát bản thân thông qua chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy chú ý xem liệu những hành động của bạn đã đang dẫn dắt bạn đến gần hơn với mục tiêu. Bạn có cảm thấy tự do, thoải mái và có thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân? Nếu có, bạn đang dần làm chủ cuộc đời của mình. Còn nếu không, thì cũng đừng quá lo lắng. Bởi luyện tập kiểm soát bản thân là một quá trình cần rất nhiều sự kiên nhẫn và cố gắng. Bên cạnh việc lắng nghe chính mình, bạn cũng cần học cách tiếp thu ý kiến của những người xung quanh. Dần dần, qua học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh bản thân, ý thức về sức mạnh cá nhân của bạn sẽ được phát triển hoàn thiện. Tư duy đỉnh cao tiếp theo, đồng thời cũng chính là bí quyết khiến người giàu có ngày càng giàu có, là họ biết cách làm thức tỉnh năng lực tiêu tiền khi thức và kiếm tiền khi ngủ. Bạn hãy cứ chi tiêu nhưng với những thứ cần thiết và mang lại lợi nhuận tích cực cho bạn trong tương lai. Hãy học cách phân biệt rõ ràng giữa tài sản, nợ và những khoản đầu tư. Nếu bạn không muốn về già sống trong áp lực, vậy hiện tại nên quy hoạch chi tiêu cho hợp lý. Biết quản lý tài chính thì dù với mức thu nhập nào bạn vẫn sống tốt. Khi tiền bạc được dự phòng và chuẩn bị cho mọi thứ trong tương lai thì chắc chắn bạn sẽ luôn sống lạc quan, vui vẻ và an tâm. Đừng để tiền bạc trở thành gánh nặng, căng thẳng khiến bạn giảm sút tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe bằng cách tìm hiểu và áp dụng ngay những phương pháp quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Còn làm thế nào để tăng thu nhập khi ngủ? Warren Buffett hiện là tỷ phú giàu thứ tư thế giới, với khối tài sản trị giá 89 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg. Trước đây, ông từng nói, nếu không tìm cách kiếm được tiền ngay cả lúc đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho tới khi chết. Thông điệp mà huyền thoại đầu tư muốn nhắn nhủ là xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, tìm ra nguồn có thể đem lại thu nhập bất kể bạn có làm việc hay không. Khi bạn bị ốm, đi nghỉ mát hay đang ngủ, bạn vẫn có thu nhập. Lời khuyên của Buffett nhằm khuyến khích chúng ta chủ động tăng thêm nguồn thu nhập mọi nơi mọi lúc có thể để giảm bớt gánh nặng tài chính về sau. Ngoài việc thay đổi mô hình thu nhập, chìa khóa quan trọng nữa là chúng ta nên học cách đi tắt đón đầu. Mọi tư duy làm giàu đều cần bạn phải kiểm soát và khắc phục tốt những thói quen xấu của mình. Trên thực tế, cơ hội luôn tiềm ẩn trong nguy hiểm, nên hãy can đảm đối đầu với nó. Và cuối cùng, bạn nhất định phải ghi nhớ điều này. Tiền phải đi liền với năng lực. Do vậy, nếu bạn muốn giàu có, chắc chắn bạn phải rèn luyện và học hỏi để nâng cao trình độ bản thân. Khi đối diện với áp lực quá cao, đừng giải tỏa chúng theo cách cực đoan. Có một chàng thanh niên là con của một ông trùm bất động sản. Anh chàng này rất tự tin vì điều kiện gia đình tốt. Anh ta luôn nghĩ rằng nếu tự mình thành lập công ty thì anh ta sẽ thành công như người bố. Nhưng sau đó, vì năng lực bản thân không đủ, anh ta đã phải chịu sự chỉ trích từ người xung quanh. Không muốn bị cười nhạo, anh ta đi vay nóng của xã hội đen để đầu tư vào cái khác và lỗ gấp mấy lần lúc trước. Cuối cùng, bố anh ta phải ra mặt giúp giải quyết mọi việc. Nếu không có năng lực, xin hãy cố gắng học hỏi trước khi mơ mộng kiếm ra nhiều tiền. Người có tư duy giàu có sẽ không bao giờ bao biện cho bản thân lúc thất bại. Họ sẽ dũng cảm đối mặt và chủ động giải quyết nó. Có thể nói rằng, những người giàu xung quanh ta, họ giàu không phải vì tiền có sẵn trong túi, mà là nhờ nhận thức của họ luôn được cải tiến. Đừng nghĩ rằng số tiền hiện tại đã đủ nhiều để bạn sống sung sướng một đời mà không cần học hỏi thêm nữa. Đồng tiền khôn luôn do người có năng lực giữ lấy. Một khi bạn đi lùi với thời đại,
khi sự cố bất ngờ xảy ra, sẽ không giữ được nó, có núi vàng cũng sẽ đổ. Thực ra, con người cần không ngừng nâng cao, hoàn thiện bản thân. Khi bạn cho rằng mình đã có đủ tiền để tự đắc, người khác không những có tiền mà còn có học thức, thậm chí cả địa vị xã hội. Khi bạn có tiền nhưng không thể bảo vệ mình, thứ mất đi không chỉ là tiền mà thậm chí còn là cả cuộc đời. Và để thay đổi tư duy kiếm tiền và học hỏi thêm những phương pháp làm giàu của những người thành công hàng đầu thế giới, các bạn hãy sắm ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Trong cuộc sống, chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó. Có thể là chờ đợi gặp được quý nhân hay tri kỷ, chờ đợi giấc mơ trở thành hiện thực hoặc chờ đợi kết quả phỏng vấn. Khi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta hy vọng một cách phi lý rằng có một phép lạ xảy ra giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự thật, cuộc sống không phải như vậy. Vấn đề không thể được giải quyết bằng một cây đũa thần. Nếu muốn thay đổi cuộc sống và đạt được nhiều hơn những gì đang có, thì bạn phải là người thực hiện những mục tiêu đề ra. Những người mạnh mẽ luôn nắm trong tay một sự thật đơn giản. Lúc gặp khó khăn, bạn không cần chờ đợi ai đó tới giúp. Hãy tự vượt qua bằng chính bản thân mình. Muốn giàu có, hãy không ngừng rèn luyện chính mình và sống khiêm nhường các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết Thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết Thành công mang tới, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết Thành công.